bên đây là núi nè. Đây là núi. Đây là tài xế của tôi. Đây là núi phía trước và đây là cảng. Đây là cầu cảng, nhìn khó thấy quá, mờ mờ ảo ảo quá. Thứ nhất là cái phone, thứ hai là cái kính xe nó bị màu đen nữa chứ. Cánh kính xe của anh nó block UV, nó che lại hết rồi, nó có quay lên nó càng tối thêm nữa. Đây, đây là thành phố đây. Nhìn mắt thường thì rất là đẹp, nhưng mà lên phone thì chả thấy gì. Đúng là chúng ta phải kiếm chỗ nào đó đậu xe rồi chụp hình vài tấm chơi mới được. Lái xe 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới tới đây. Tới đây mà không có được vài tấm hình kỷ niệm thì đâu có được, đúng không nào? Công chồng tôi lái xe 2 tiếng rưỡi để chở tôi đi ngắm cảnh đó. Đây là thành phố cảng đi lướt. Mùa hè là tất cả các loại tàu lớn nhất ở trên thế giới nó sẽ tập trung về đây để nó biểu diễn. Hình như tháng 10 hay tháng nào quên, không nhớ nữa. Tất cả những tàu to nhất trên thế giới nó sẽ tụ tập về đây. Ai muốn đi lên tham quan thì sẽ mua vé được lên tàu tham quan. Có cả tàu của cướp biển Caribe nữa đó anh. Tàu trong phim á, cái tàu mà nó đóng phim cướp biển Caribe đó. Đây, hiện tại là bây giờ dòng sông cảng nó đang đóng băng, nó đang đóng băng mà tôi ở trong xe tôi quay tôi cũng chả thấy được gì hết. Cái kiến xe này nó màu đen cho nên nó nhìn gì nó cũng tối đen hết, không có chuyên nghiệp tí nào hết trơn.